Thôi chấm dứt tiết mục hái hoa, người con trai bất chợt quyết định. Bác lái xe chỉ cho 30 phút thôi, hết 5 phút rồi, cháu nói do công việc của cháu 5 phút. Còn 20 phút mời bác và cô vào nhà uống chè cho cháu nghe chuyện. Cháu thèm nghe chuyện dưới vui lắm. Công việc của cháu cũng quanh quẩn ở mấy chiếc máy ngoài vườn này thôi. Những cái máy ngoài vườn chặn khí tượng là lúc nào cũng có. Vậy núi này có ảnh hưởng nhất định với gió mùa đông bắc đối với miền bắc nước ta. Cháu ở đây có nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày phục vụ sản xuất. Đây là máy móc của cháu. Cái thùng đo mưa này ở đâu bác cũng trông thấy. Mưa xong đổ nước ra cái cốc ly phân mà đo. Cái này là máy nhập quan ký. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cái kính này, đốt các mảnh giấy này, cứ theo mức độ hình dáng vết cháy mà định nắng. Đây là máy vinh, nhìn vào khoảng cách giữa các răng cưa mà đón gió. Ban đêm không nhìn mây, chỉ nhìn gió lay lá hay nhìn trời. Thấy sao nào hút, sao nào sáng, có thể nói được mây, tính được gió. Cái máy nằm dưới sau kia là máy đo chấn động vỏ quả đất. Cháu lấy những con số rồi mỗi ngày báo về nhà bằng máy bộ đàm. 4 giờ, 11 giờ, 7 giờ tối là 1 giờ sáng. Bản báo ấy trong ngành gọi là ốp. Công việc nói ra nói chung cũng dễ, chỉ cần chính xác. Gian khổ nhất là lần đi vào lúc 1 giờ sáng. Hết bác ạ, à, ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vẫn to đến cỡ nào, vẫn thấy là không đủ sáng. Sắp đèn ra vườn, gió phiết và lặng yên ở bên ngoài như chỉ. Chịt mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng yên lúc đó mới thật dễ sợ, nó như bị chặt qua từng khúc. Và gió thì trống những nhát, giống như những nhát chổi muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung. Những lúc lặng yên lặng cống mà lại hừng hực như cháy. Xong việc trở vào không thể nào ngủ lại được. Anh thanh niên đang nói dừng lại. Và tại sao họa sĩ cảm giác mình bối rối? Vì nhớ thấy người con gái nhỏ nhẹ e lệ đứng giữa các luống dơm không cần hái hoa nữa, ôm nguồn bó hoa trong tay nắm tay nghe. Khi họa sĩ đã bắt gặp lại một điều thật ra ông vẫn ao ước được biết. Ôi, một nét thôi cũng đủ khẳng định một tâm hồn, khơi gợi một ý sáng tác. Một nét mới đủ là giá trị cho một chuyến đi dài. Anh nói nữa đi, ông Dục. Báo cáo hết, người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. 5 phút nữa là 10, còn 20 phút thôi. Bác và cô vào trong nhà, chè đã ngấm rồi đấy. Thì giờ ngắn ngủi còn lại thúc giục cả chính người họa sĩ già. Ông theo liền ảnh thanh niên vào trong nhà, đảo nhìn qua một lượt trước khi ngồi xuống ghế. Một căn nhà ba gian sạch sẽ với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm. Cuộc đời riêng của ảnh thanh niên thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách. Họa sĩ còn đang nghe mắt cố đọc tên sách trên giá sách thì cô gái đã bước tới, dường như làm việc ấy hộ bố. Cô không trở lại bàn giữa và ngồi ngay xuống chiếc bàn học con, lật xem bìa một cuốn sách, rồi để lại nguyên như cũ. Anh thanh niên rót nước chè mời bác già, ngoảnh lại nhìn cô gái, thấy cô đang đọc, liền bưng cái chén con đến bên, yên lặng đặt trước mặt cô. Hà sĩ nhấp chén trà nóng 3 ngày ông mới gặp lại, không giấu vẻ thích thú, tự rót lấy một chén nữa, nói luôn. Ta thỏa thuận thế này, chuyện dưới tôi 10 ngày nữa trở lại đây, tôi sẽ kể anh nghe, tôi sẽ trở lại danh dự đấy. Tôi cũng muốn biết cái yên lặng lúc 1 giờ sáng xoan vong trên cao nó thế nào. Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian, rằng anh là người thèm người lắm. Anh thanh niên bật cười khanh khách. Phúc từ ấy đều là của bác lái xe. Không, không đúng đâu. Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan Xipang 3142 mấy kia mới một mình hơn cháu. Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lý tưởng chứ. Anh hài giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều.
Hồi chưa vào nhà, những đêm bầu trời đen kịch, nhìn kỹ mới thấy một ngôi sao xa. Cháu cũng nghĩ hai ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này, cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả lại khi to nghiệp, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được. Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em đồng chí như kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất đi cháu buồn chết mất. Còn người thì ai mà chả thèm hả bác? Mình sinh ra là gì? Mình đẻ ở đâu? Mình vì ai mà làm việc? Đấy, cháu cứ tự nói cháu thế đấy. Bác lái xe đi, về Lai Châu cứ đến đây dừng lại một lát. Không vào giờ ốp là cháu lại chạy xuống chơi lau thành lệ. Cháu bỗng nhiên tự hỏi, cái nhớ vô nhớ người ấy thật ra là cái gì vậy? Nếu là nỗi nhớ phồn hoa đô thị thì sao? Cháu ở liền trong trạm thành tháng. Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe toe, mặt. Cháu gan liền nhất định không xuống. Ấy thế là một hôm, bác lái phải thân hành lên trạm cháu. Cháu hỏi, đấy, bác cũng chẳng thèm người là gì? Anh xây xoay người con gái đang mắt đọc cuốn sách, một mắt lắng nghe. Chân cô đung đưa khe khẽ nói, và cô cũng thấy đấy, lúc nào tôi cũng có người trò chuyện, nghĩa là có sách ấy mà, mỗi người viết một vẽ. Quê ở đâu thế? Họa sĩ hỏi. Quê cháu ở Lào Cai này thôi, năm trước cháu tưởng cháu được đi xa lắm cơ đấy, hóa lại không. Cháu có ông bố tuyệt lắm, hai bố con cùng viết đơn xin đi ra lính như mặt trận, kết quả bố cháu thắng một. Nhân dịp Tết, một đoàn các chú lái máy bay lên thăm cơ quan cháu ở Sapa. Không có cháu ở đấy, các chú lại cử một chú lên tận đây. Chú ấy nói, nhờ cháu có góp một phần phát hiện mây, một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy không quân ta hạ được bao nhiêu sản lực Mỹ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế. Chú lái máy bay có nhắc đến bốn cháu, ôm cháu mà lắc, thế là một Hòa nhé. Chưa Hòa đâu bác ạ, nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc. Bác vẽ cháu ư? Không không, đừng vẽ cháu. Để cháu giới thiệu bác với những người khác đáng vẽ hơn kia. Thôi chấm dứt tiết mục hái hoa. Người con trai bất chợt quyết định, bác lái xe chỉ cho 30 phút thôi, hết 5 phút rồi, cháu nói do công việc của cháu 5 phút.